nếu anh không thể sống vui vẻ hạnh phúc, em cũng sẽ không thể yên tâm để khép lại tất cả mọi chuyện. Chúng ta đã quyết định sẽ tách nhau ra để cả hai cùng có một khởi đầu mới. Vậy nên cả hai chúng ta đều phải được hạnh phúc. Nếu cảm thấy buồn phiền với bất cứ ai hay bất cứ chuyện gì, đừng ngại, cứ ngả vào vai của anh coi đấy là niềm vinh hạnh đấy. Cảm động rồi phải không? Kế hoạch của anh là sẽ để em chết lịm, từ từ trong mật ngọt. Rồi sau đó thì em sẽ tự nguyện ngả vào vòng tay của anh. Kế hoạch xuất sắc. Anh phải cẩn thận. Nhưng đám cưới phải diễn ra đúng như lời mày đã tuyên bố. Mày phải làm điều đó. Và thằng Minh cũng vậy. Bố, con không thể ép anh Minh được. Không thể? Mày có biết thiên hạ người ta đang đồn đại như thế nào không? Hả? Mày cam lòng để cho người ta cười nhạo vào mặt bố con mình như thế à? Vứt bỏ tất cả những lý do vô nghĩa ấy đi. Tình yêu mù quáng khiến chúng mày làm những điều thật là ngu xuẩn. Mày phải nên nhớ rằng danh dự khiến con người khác con ngợm, hiểu chưa? Nếu cô vẫn nghĩ công ty chúng tôi ăn cắp thì hãy kiện đi. Những kẻ thủ đoạn giống như chúng ta thì tốt nhất nên làm việc cùng với nhau. Cuộc chiến này không thể dừng lại được nữa. Anh và Hoàng Thổ không thể đội trời chung với nhau. Có những mối quan hệ biết trước là sẽ đem lại rắc rối. Tốt nhất là hãy từ chối ngay từ đầu. Nếu tôi cứu cô, chắc chắn sẽ khiến tôi ân hận cả cuộc đời này đó. Thay vì để họ lợi dụng mình thì hãy biết biến họ thành quân cờ của mình. Em sẽ làm tất cả mọi việc để bảo vệ hạnh phúc của mình.